Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ủa mà khoan, hôm nay có sinh nhật của ai đâu mình hát ta? À quên. Ok, hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy Nước. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay các bạn ơi, mình sẽ cùng với Sammy Nước, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chơi một cái trò chơi mini game có tên là Phong Cận sinh tồn trên đầu của Phong Cận. Nghe nó hơi sai sai không bạn? Đây, đây mình sẽ cho bạn xem nè, tại sao mình lại nói là Phong Cận sinh tồn ở trên đầu của Phong Cận thì bạn xem đây. Đây, có một cái bạn đó đã xây một cái bức tượng hình Phong Cận các bạn ơi. Đây, đây chính là bức tượng Phong Cận nè, mình sẽ cho bạn xem nha. Mình sẽ nhảy xuống đây cho bạn xem nè. Đó, hy sinh cho bạn coi rồi thấy không? Đó. Hy sinh luôn thấy không? Mình hy sinh cho mấy bạn xem luôn thấy không? Đó. Đây là một cái bức tường hình Phong Cận các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau sinh tồn trên gọi là đầu của Phong Cận nha bạn. Đó, Phong Cận sinh tồn ở trên đầu Phong Cận. Trời. Nghe nó sai sai bạn ơi. Ok rồi. Thì đầu tiên, à mà khoan, trước khi vào game sinh tồn thì tôi phải hỏi Sam nè. Sam ơi, tôi đố Sam nha, công việc đầu tiên khi mà chúng ta vào game chúng ta chơi sinh tồn đó chính là gì? Trời ơi, dễ luôn, đó chính là chặt cây đó, đúng không? Chặt cây đúng không? Đúng rồi các bạn ơi, công việc đầu tiên khi mà chúng ta vào game để chơi sinh tồn, công việc đầu tiên sẽ là chặt cây. Nhưng mà khi các bạn vào trong map của Phong Cận thì công việc đầu tiên sẽ phải là đi ngủ. Ok, đi ngủ. Đi ngủ. Cây á? Trời tối thui rồi kìa. Bà nhanh kìa, trời tới thui luôn rồi, ông trời xuống núi luôn rồi kìa. Chúng ta phải đi ngủ trước hiểu không? Ok rồi. Thấy không? Thấy không? Công việc đầu tiên khi mà vào game gọi là sinh tồn trên đầu Phong Cận là phải đi ngủ các bạn hiểu không? Không thôi là quái vật xuất hiện là chết á. Ok. Thôi đi ngủ. May có hai cái giường luôn không ơi, may nếu không là tôi ngủ với sang rồi. Rồi, ok, trời sáng rồi nè. Ra ngoài xem có quái vật không. Trời. May. Trời ơi, vừa mới nói xong là có quái vật xuất hiện luôn bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Mình nói đâu có sai đâu, bạn thấy không? Đó, chỉ cần gọi là chúng ta gọi là để cho trời tối có tí xíu thôi là quái vật sẽ xuất hiện liền luôn. Đó, ok rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là sinh tồn nha Sam. Ông ơi, vậy đây có con gà mắc kẹt dễ thương vậy nè, chờ nó tồi. Á, gà ơi, đừng có lướt. Ui, con gà xém nữa, tự tử Sam ơi. Mà không sao, để tôi giúp cho nó tự tử. Bye bye gà nha. Ô sao nó bay chậm vậy ta? Nó rơi chậm rì vậy Sam ơi, coi nè. Nó rơi chậm rì. Yên tâm đi, một tí nữa rơi xuống nó thì nó cũng chết thôi. Kệ đi. Ok. Trời ơi. Ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh tồn nha. Sao mà tôi nhảy lên không được vậy? Trời ơi, xong gà thế. Ủa sao nhảy lên không được ta? Khó quá ta. Ơi, thần thú ở đâu? Đó, ghê không? Rồi sao mình xuống dưới đây. Kỳ quá ta. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là sinh tồn nha. Thì công việc đầu tiên chúng ta không phải là chặt cây đâu, mà chúng ta phải đào cục đất này lên nè. Đây mình cho Sam coi nè. Đó, đào cục đất lên là bên dưới nó sẽ có một cái rương. Đó, thấy không? Mở cái rương ra. Trong cái rương này sẽ có những cái bộ dụng cụ để chúng ta sinh tồn nè. Đó, thấy không? Mình sẽ lấy nha. Ok. Bây giờ xuống dưới cây bên đây, mình sẽ đặt cái cây bên dưới đây luôn. Đó, chúng ta phải đặt hết tất cả những cây luôn nha các bạn nha. Cây nào cũng đặt hết. Bởi vì các bạn biết sao không? Bởi vì là ở bên dưới gốc cây của nó chắc chắn sẽ có một cái rương. Đó, thấy không? Mình nói có sai đâu các bạn thấy không? Bên dưới chắc chắn sẽ có một cái rương nè. Sao mày xuống đây Sam. Đây tôi đang xuống. Ow. Nè, ow coi nè. Trời ơi. Wow, trong đây là quá trời vũ khí với đạn và súng luôn bạn ơi. Wow, xịn vậy ta. Trời ơi, lấy hết. Ủa nhiều quá bạn ơi. Ok, mình lấy hết luôn, không chừa Sam cái nào luôn. Trời. Ê, có nghĩa là trong này sẽ có yêu quái đúng không? Có đạn, có súng rồi chắc chắn nó sẽ có yêu quái. Tôi không biết nữa nhưng mà không sao đâu. Mình có đạn, có súng ở đây rồi. Gặp yêu quái rồi mình bắn nó chết luôn. Yên tâm. Ok. Đúng rồi. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ đào khoáng sản nha các bạn coi nè. Ở đây có quá trời khoáng sản luôn. Thì chúng ta sẽ đào mấy cục sắt này ra. Ok. One hour later. Rồi ok, tới đây nè. Bây giờ mình sẽ vào đây mình nung cho mình mấy cục sắt lên nha các bạn. Nung mấy cục sắt lên để chúng ta chế tạo dụng cụ bằng sắt. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên tới cái cây bên đây. Sam ơi. Sam. Đây tôi đang lên. Sao vậy? Qua bên đây nè. Bên đây tôi thấy nó có mấy cây bên đây nè. Tôi nghĩ mấy cây bên đây cũng sẽ có rương bên dưới á. Ok, để tôi đào thử nha. Đào này ra. Đó, thấy không? Có rương nè. Mở ra coi có gì nè. Ở trong đây nó có trứng cừu nè, trứng heo, trứng gà và có rất là nhiều đồ ăn luôn bạn ơi. Wow, Sam ơi xuống đây coi đồ ăn quá trời luôn nè. Xịn nha. Thôi Sam ơi, tôi đang giảm cân cho nên thôi tôi nhường cho Sam ăn hết á, ăn đi. Ok. Ủa, ăn vậy là khỏi đói luôn không ơi, khỏi cần nuôi đồ gì luôn á. Trời ơi Sam ơi. Sam bên đây tôi còn thấy thêm nhiều những cái đồ mới nữa nè. Wow, phi thuyền nè. Được luôn. Xịn chưa? Xịn có phi thuyền luôn nè, ghê chưa?
Wow, hợp lý thật sự. Ok rồi, à khoan, lấy thêm mấy cái bình oxy nữa để chúng ta lên trên mặt trăng. Oh, wow, cái bộ con map gọi là sinh tồn trên đầu phong cận này có nhiều thứ hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là tìm tiếp nha. Mình nghĩ rằng là ở bên dưới nó sẽ còn thêm những cái rương khác nữa nè, nhưng mà chúng ta chưa thấy rồi. Ok, đây, ai, rồi xong tôi té xem. Tôi té rồi. Trời ơi, tôi đào xong tôi té xuống dưới đây luôn. Không sao, ok. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ chế cho mình gọi là cái cây cúp mấy bạn ơi. Đó, chế chúng ta những cái cây cúp nha. Mà chế cúp để làm gì, mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha. Đó chính là chúng ta sẽ chế tạo cúp. Sau đó chúng ta sẽ xuống dưới bên đây, chúng ta đào kim cương. Hồi nãy mình thấy ở bên đây nè, hình như bên đây nè, nó có kim cương các bạn ơi. Đó, bên dưới đây có kim cương nè. Sam ơi, xuống đây Sam. Sam ơi. Gì vậy? Xuống đây đào kim cương phụ tôi nè. Tôi cho ba cây cúp nè, xuống đây. Xuống đây. Ủa, tôi có cúp rồi nè, cúp đá nè. Ủa, cúp sắt luôn hả? Xịt vô. Cúp sắt thì mới đào kim cương được, chứ cúp đá làm sao đào được, hiểu không? Ok. Ông này đừng làm gì vậy? Trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ đào cái cục này ra nè các bạn ơi. Sammy ơi, bà biết cái cục đỏ đỏ này là gì không? Ờ, không biết. Cái cục này chính là gọi là cái cục để chúng ta có thể tạo được cổng địa ngục á. Bà coi nè, tí nữa tôi tạo cổng địa ngục cho bà thấy. Rồi xong tôi với bà sẽ cùng nhau xuống đó giết rồng Ender, chịu không? Mà sao cái ông Dương Lan nó cứ nhảy trước mặt mình nhờ, như khúc chiều quá à. Đâu, ông Dương Lan đâu? Ủa, ở đây ông Dương Lan nè. Ok. Hoài luôn á. Để tôi xem coi ông Dương Lan ông có đổi gì không? Để xem coi. Ông Dương Lan ông đổi đồ yếu xìu à, không cần. Ok. Một khi mà chúng ta không cần đồ nữa thì chúng ta sẽ thủ tiêu ổng luôn. Đạp đạn nè. Không quên nữa. Đó. Rồi. Đi à. Ôi tôi giỡn mà. Tôi giỡn mà. Trời tôi giỡn có xíu làm thấy ghê à. Xuống đây. Ok, rồi đào này ra. Ôi cái cục này khó đào quá ta. Cục này khó đào lắm. Cục này phải dùng kim cương đào mới được. Ok. Vậy bây giờ mình đào kim cương trước đi. Ok, đào kim cương nè. Đào kim cương. Ok. Mình cần đến tận gọi là 12 cục gọi là này thì mình mới có thể tạo được cổng địa ngục. Hiện tại là mình đã có được bao nhiêu cục ta? Mình đã có được 8 cục nè. Bây giờ mình sẽ đào thêm những cái gọi là mạch điện xanh nữa bạn ơi. Đó, đào thêm những cái này nữa để chúng ta chế tạo những cái vũ khí như là mũi. Để chúng ta chế tạo mũi khoan nha các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ leo lên trên nè. Mà leo lên trên cách đơn giản nhất là chúng ta hãy tự. Đó. Tự cái chúng ta sẽ được lên trên đây cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn nha. Ok rồi. Bây giờ thì đầu tiên mình sẽ bỏ gọi là đá xanh vào trong đây để mình nung nó lên các bạn ơi. Nung lên nha, sau đó chúng ta sẽ chế tạo chúng ta một cái mũi khoan nha các bạn. Trời cũng gần tối rồi, mình nghĩ rằng là mình với Sammy sẽ phải đi ngủ đây. Sammy vô nhà, đóng cửa lại coi chừng zombie không vô. Không ngủ được, chưa tối xong. Để một tí nữa đi, một tí nữa trời cũng tối à. Bây giờ mình sẽ nung mạch điện lên nè. Rồi ok, để mình xem coi để làm cách nào để chúng ta có thể chế tạo được gọi là cái mũi khoan nha. Mũi khoan thì để xem coi để có mũi khoan chưa. Mình chưa thấy cái mũi khoan nữa bạn ơi. Hình như là trời tối kìa Sammy, thôi ngủ. Thôi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngủ nha. Ngủ cho trời sáng các bạn ơi, không thôi zombie sẽ xuất hiện đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy súng nè. Mình đi ra ngoài mình coi có con zombie nào ở ngoài đó không, mình giết nó luôn. Đúng rồi. Để xem coi con zombie nào không. Uầy, mấy zombie, mày đâu hết rồi. Bộ ba zombie tặng tôi cả tôi chết luôn không. Đây nè, zombie nè. Mày hả zombie. Rồi ok, chết nó nè. Quá trời zombie dưới đây luôn Sammy. Ui, con zombie. Ờ khoan. Đâu? Ủa Sammy hả? Ờ tôi xin lỗi. Tôi nhìn bà, tôi tưởng bà là zombie. Ok. Rồi để xem còn con nào nữa không. Ui. Yêu mà tôi xấu đến nỗi nhìn giống zombie hả? Đâu có đáng vậy. Đúng rồi, tôi chỉ có mình tôi là đẹp trai thôi, còn Sammy là Sammy xấu xí hiểu không? Okay. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau leo trên lại nha. Mà leo trên thì chúng ta nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây thì chúng ta chết, chúng ta lên nó nhanh hơn. Ok. Rồi ok, bây giờ để mình xem coi mình sẽ chế tạo cho mình một cái mũi khoan nha các bạn. Thì mình sẽ bấm vào đây để mình xem nha. Hiện tại bây giờ mình đã có kim cương rồi nè, có dây điện xanh, có gỗ. Và bây giờ mình chỉ còn thiếu gọi là sắt thôi bạn ơi. Mình còn thiếu một cục sắt nữa cho nên mình sẽ nung. Ok, nung lên này nè, được một cục sắt nè. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo chúng ta được một cái mũi khoan. Wow, vậy là có được cái mũi khoan rồi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đó để mình khoan tiếp nha bạn. Mình sẽ xuống dưới đây mình khoan tiếp cái cục kia. Ê! Chứng bơm trời ơi, tôi rơi xuống dưới đó tôi gặp nó xong tôi chưa kịp chạy luôn Sam ơi, nó nổ tôi hello cái nó giết ông luôn hả. Mặt tôi vừa mới nhảy xuống nó nhìn tôi nó kiểu hello bùm. Chết queo luôn. Ok trời không sao ơi. Để tôi lấy cái mũi khoan, tôi khoan mấy cục này rồi tôi với bà cùng nhau xuống dưới bên dưới địa ngục để bọn mình cùng nhau giết con rồng Ender. Ok. Nghe thật là hung hổ. Nghe thật là gọi là hùng hổ đúng không? Đúng chúng ta rồi, là siêu anh hùng mà. Chúng ta đúng phải rồi. Giết rồng Ender hiểu không? Đúng rồi. Cậu mong xuống không nổ như cái lúc ông vừa nổ. Banh chết.
Bành xác okay. luôn. Rồi, bây giờ mình đã được gọi là 10 cục này rồi các bạn ơi. 10 cục hình như là đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chế một cái cổng gọi là địa ngục nha. Ok. À, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chặt cái cây này đi. Cái cây này để đây nhìn vướng víu á. Mình sẽ chặt okay, nó đi. Để tôi chặt okay. cho. Chặt nó ra. Xong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây cửa địa ngục nha bạn. Mình sẽ để hai cục này ở đây, sau để hai cục gỗ bên dưới đây. Rồi, sau đó mình sẽ đặt 1 2 3 rồi bên đây. 1 2 3 đó. Sau đó đặt hai block gỗ vào đây và đặt thêm hai cục này vào đây nữa là ok. Vậy là đã được một cái cổng địa ngục. Sau đó chúng ta chỉ cần lấy cái cục gọi là khối dịch chuyển. Chúng ta gắn vào đây, bỏ vào đây 6 cục là đủ. Ok. Bùm. Đó, chúng ta đã được một cái cổng địa ngục mấy bạn ơi. Ghê chưa. Cánh cổng địa ngục trên tay của Phong Cận TV. Đó, Phong Cận TV sinh tồn trên đầu của Phong Cận TV. Ok, rồi, Sammy, bà đã sẵn sàng qua bên kia giết rồng Ender chưa? Để tôi lấy súng á, sẵn sàng. Ok, tôi cũng có súng rồi nè, nạp đạn vô. Ok rồi, quá thôi. Phong chị, cho ăn gà mà. Ăn thịt gà làm gì, tôi qua luôn rồi. Ok, qua đây nè, bây giờ để xem con rồng đâu. À, ui con quái vật bên dưới đây Sam ơi, giết nó. Mày. Ui con này sâu vậy. Ui con này có nội giảm bên cạnh không kia. Nội giảm à. Ui bọn nó khỏe quá Sam ơi, thôi chạy. Bây giờ chúng ta cùng nhau chạy đi kiếm con rồng đi. Ây da trời ơi bạn ơi, bên dưới đây quái vật nhiều quá bạn ơi. Ây da, rồi xong chết queo tôi luôn rồi Sam ơi. Ở dưới đây quái vật quá trời luôn. Trời tôi bị cháy rồi nè. Mày hả quái vật. Trời đông quá mấy bạn ơi. Rồi xong chết tôi nữa rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, ở bên dưới đây quái vật quá trời luôn, làm sao mà giết hết được trời. Ok, vậy cứu Sammy, yên tâm, có tôi đây rồi, tôi sẽ cứu bà. Mày, trời mấy con này khỏe quá bạn ơi, mình bắn hoài mà nó không chết luôn. Ok, bộ xương hả mày. Ui, trời ơi bạn ơi, mình nghĩ không ổn rồi. Mình nghĩ rằng là tập này mình không giết rồng được rồi các bạn ơi. Mình nghĩ tập sau mình sẽ giết rồng nha, chứ tập này mình rơi xuống đây mình thấy bên dưới đây quá trời quái vật luôn, mình không thể nào đi tìm con rồng được. Ok thì thôi bây giờ mình phải về nhà bạn ơi. Về nhà thôi. Ai, trời ơi mấy bạn ơi, mấy con quái vật ở dưới địa ngục bọn nó khỏe quá. Mình xuống dưới đó mình chưa kịp kiếm con rồng nữa thì mình cũng đã bị bọn nó giết chết nữa bạn ơi. Thì mấy con này coi bộ kinh dị thiệt chứ. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em muốn những tập sau mình cùng với Sammy bọn mình sẽ đi giết rồng Ender ấy, thì bạn đừng quên là hãy bình luận cho mình biết nha. Chứ tập này thì chưa kịp giết bọn nó nữa mà mình đã bị bọn nó giết ngược lại mình luôn rồi. Trời ơi trời. Ok, rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì kết thúc video tại đây thôi nào. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. À quên còn này nữa, yêu anh em vãi nồi. Bye bye.